Bạn gái Ronaldo trải lòng về năm phức tạp nhất. Bạn gái lâu năm của Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez xuất hiện trên tạp chí Elle Tây Ban Nha và chia sẻ về năm phức tạp nhất trong cuộc đời cô nàng. Cụ thể, người mẫu 28 tuổi chia sẻ, năm nay là năm phức tạp nhất trong cuộc đời tôi, khoảnh khắc hạnh phúc nhất cũng trở thành buồn nhất. Đó là điều sẽ theo tôi suốt đời và chúng tôi sẽ không thể nào quên được. Sự kiện Georgina nhắc đến là khi cô mang thai đối với Ronaldo hồi tháng 4 nhưng sau đó mất bé trai khi sinh nở. Bé gái Bella còn sống nhưng 3 tháng sau lại đổ bệnh khiến gia đình rất lo lắng. Hai người còn có chung cô con gái Elena 5 tuổi. Về phần Ronaldo, anh có riêng cậu con trai Ronaldo Gia, 12 tuổi và song sinh Eva Mertel, 5 tuổi. Gia đình nhỏ là cả cuộc sống của Georgina và cô luôn khẳng định điều đó. Cả con tôi là điều quan trọng nhất tôi có và mỗi bước đi của tôi đều có dấu ấn của chúng. Người đẹp cũng nói về mối quan hệ của cô với siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha. Bất chấp tai tiếng của Ronaldo trên sân cỏ, cả ở Manchester United mùa này và việc Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup sớm, Georgina khẳng định người đàn ông của cô là giỏi nhất thế giới. Tôi và Cristiano yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy anh ấy lần đầu. Tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy, chu đáo như vậy. Anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất mà mắt tôi từng thấy. Và vâng, tôi là bạn gái của cầu thủ bóng đá giỏi nhất thế giới. Nhưng nhiều người, đa phần là phụ nữ lấy điều này để làm giảm giá trị những nỗ lực của tôi. Cô nàng thẳng thắn chia sẻ. Dù vậy, người đẹp thể hiện bản thân không ngừng cố gắng và nỗ lực để có được thành công riêng. Cô không phủ nhận việc có thể đến các sự kiện lớn, nhận nhiều hợp đồng quảng cáo và nổi tiếng là nhờ danh bạn gái Ronaldo. Nhưng Georgina không hề cảm thấy xấu hổ hay muốn quên đi xuất thân từ việc dọn dẹp vệ sinh hay nhân viên bán hàng của mình. Ngôi sao bóng đá 37 tuổi lần đầu gặp bạn gái khi cô làm nhân viên bán hàng cho Gucci và cả hai lập tức trùng tiếng sét ái tình. Sau quá khứ cặp kè với không biết bao nhiêu bóng hồng, Georgina thành công giữ chân và trở thành bến đỗ cuối cùng cho chàng tiền đạo tài năng.